Vâng, xin kính chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Và hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu đến các bác một dòng máy cân bằng laser của công ty Yamasu với model là IMS505. Ok, và chúng ta hãy xem thử con máy này nó như thế nào nhé. Vâng, xin giới thiệu đến tất cả các bác. Vâng, đi kèm theo máy thì nó vẫn sẽ gồm có là một tặng kèm một cái chân nhôm. Đây, một chân nhôm của nó đây ạ, cao 1m2 thì chúng ta rút ra nhé các bác. Đó, cái dây đeo cho hộp này, một quả pin nhé, pin xeo cài dòng pin lớn này các bác nhé, cho thời lượng sử dụng được lâu hơn, chúng ta có thể cắm sạc trực tiếp lên quả pin này này các bác nhé, pin xeo cài dòng pin xeo lớn cho thời lượng sử dụng được lâu hơn này. Một cái khay khuôn pin đấy, khay này để chúng ta đựng pin tiểu nhé các bác nhé, khi chúng ta sử dụng chẳng may mà nó hết pin, chúng ta quên sạc chẳng hạn, chúng ta có thể lắp 3 quả pin tiểu vào đây và gài trực tiếp vào máy để chúng ta sử dụng nhé. Đó, gài trực tiếp vào máy đây. Đó, nhá, rất là tiện luôn nhá. Đó, chúng ta gài trực tiếp vào máy này để chúng ta sử dụng này. Ok, đây tặng đi kèm theo là một cái kính để chúng ta bảo kính bảo hộ này và cái phiếu bảo hành của công ty nhé các bác. Vâng, sản phẩm này thì chúng ta được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của công ty. Khi các bác sử dụng mà nó xảy ra bất cứ một cái lỗi nào do nhà sản xuất thì chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí nhé các bác nhé. Ok, và đây là kèm theo một cái hộp của nó này, đây là hộp đựng của nó đây. Hộp nhôm nhé các bác nhé. Đó, hộp nhôm rất là chắc chắn luôn để chúng ta đựng máy nhé. Đó, ok. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái con máy một chút nhé. Đấy. Nào, chúng ta hãy sẽ theo dõi từng chi tiết một này. Tay quay sách này. Đó, hàng công ty có khác thì là trên chân của nó đây nhé. Có những cái logo là của công ty để chống hàng giả hàng nhái này. Mã QR code này. Đấy, phía sau đây cũng có tên công ty này. Rồi, chúng ta tìm hiểu này. Đó, một màu xanh ngọc khá là đẹp luôn nhé các bác nhé. Đó, trên đây sản phẩm thì nó được sử dụng phím cơ các bác nhé. Phím cơ thì nó sử dụng nó sẽ bền hơn nhé. Đó, sử dụng phím cơ thì nó sẽ bền hơn. Đó, tia V này, tia H này, giữ tia này, đây giọt nước này, đây, công tắc nguồn này các bác nhé. Ok, đây phía dưới này, đây, phía dưới đây cũng có tia dọi tâm nhé các bác nhé. Chân của nó thì ba cái chân nhỏ này là chân bằng inox nhé. Đó, được phủ một lớp sơn ở dưới này là lớp sơn tĩnh điện nhé, để chống rỉ sét nhé các bác nhé. Đó, ok, cái vòng xoay này đầy đủ này. Đấy, xoay thì rất là nuột luôn, trơn nuột luôn. Đấy, ok. Đó, chúng ta xem đi. Ok, và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào để chúng ta xem nó hoạt động như thế nào nhé các bác. Máy thì hàng thì là hàng công ty, chất lượng thì chất lượng công ty rồi, đấy, nhưng mà cái giá thành thì lại giá thành rất là phải chăng, rất là bình dân luôn để cho chúng ta sử dụng các bác nhé. Đó, ok. Đó, bây giờ thì em sẽ test thử nó nhé. Đó, và chúng ta sẽ test ở trong nhà này để xem cái tia của nó phía trong nhà như thế nào các bác nhé. Này. Đó, tia của nó trong nhà đây các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy này, tia khá là sáng luôn, khá sáng và mảnh luôn các bác nhé. Đấy, tia của nó trong nhà nhé. Đó, đây các bác nhé. Ok, và con máy này thì nó có một cái chức năng cũng khá là hay, nó chính là chúng ta có thể là tăng giảm cường độ ánh sáng các bác nhé. Chúng ta sẽ tăng giảm cường độ ánh sáng. Bây giờ thì em sẽ giảm cái độ sáng của nó xuống nhé. Đó, ok. Đó, các bác thấy không? Em đã giảm hết rồi mà chúng ta nhìn thấy đây, nó vẫn còn sáng đây. Bây giờ em tăng lên nhé. Đó. Đó. Máy thì được thêm những cái chi tiết rất là hay, đó chính là tăng giảm cường độ ánh sáng. Pin thì là dòng pin lớn, pin sao cài, pin lớn để cho thời lượng sử dụng được lâu hơn, đúng không ạ? Đã nâng cấp lên những cái gọi là những cái đặc điểm, những cái đặc điểm nổi bật đấy của một con máy cân bằng laser so với cái giá của nó thì nó đã được nâng cấp lên những cái gọi là chức năng đấy. Nâng cấp lên những cái chức năng gọi là nó rất là hay, đó chính là cái gọi là cái tăng giảm cường độ ánh sáng đó, để chúng ta làm trong nhà cũng như là làm ngoài trời nhé các bác. Đó, với con máy là IMS505 này đó. Giá thành bình dân mà chất lượng thì của công ty. Đó, các bác thấy thế nào? Đó, tia của nó thì khá là sáng. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài trời đi. Ra ngoài trời để chúng ta xem thử cái ánh sáng của nó xem như thế nào nhé các bác. Đây,
Đó, máy thì tự động cũng tự động cân bằng nhé các bác nhé. Đấy, nên các bác yên tâm. Đấy, máy tự động cân bằng. Đó, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển máy ra ngoài sân nhé, để chúng ta xem thử cái ánh sáng của nó ngoài sân như thế nào các bác nhé. Ngoài trời nó như thế nào. Ok. Ok các bác, và em đã di chuyển máy ra ngoài sân rồi. Đấy, các bác thấy màu của nó ngoài sân khá là đẹp luôn. Một cái màu xanh đúng không ạ? Màu xanh xanh này gọi là xanh dương. Màu xanh dương khá là đẹp luôn. Công ty Yamasu. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bật con máy này lên để chúng ta xem nhé. Ok. Đó các bác nhé. Nè, các bác thấy không? Cái tia của nó ở ngoài ánh sáng khá là đẹp luôn. Khá là sáng luôn các bác nhé. Đó. Các bác thấy không? Tia sáng của nó ngoài trời này các bác nhìn thấy khá là đẹp luôn đúng không ạ? Khá là sáng luôn. Rất là sáng luôn. Đấy. Hàng thì công ty, chất lượng công ty. Đó. Nhưng mà giá thì là giá bình dân nhé các bác. Giá của nó thì em sẽ để dưới phần miêu tả các bác nhé. À, các bác quan tâm về giá thì các bác hãy xem trong phần miêu tả giúp em nhé. Hoặc là liên hệ em qua số điện thoại 0982051388 để em giới thiệu, à quên xin lỗi, em hỗ trợ thêm nhé. Hỗ trợ thêm về sản phẩm. Em sẽ hỗ trợ thêm cho các bác về sản phẩm nhé. Đó, các bác cần tư vấn sửa chữa máy bắn cốt hoặc là mua các cái linh kiện để chúng ta sửa chữa dòng máy bắn cốt thì vui lòng cũng liên hệ em qua số điện thoại 0982051388 nhé. Đó, bên em cũng nhận sửa máy bắn cốt các bác nhé. Các bác yên tâm. Đó, các bác thấy không? Cái tia của nó rất là đẹp luôn. Đây. Đó, tia của nó rất là đẹp khi sử dụng ngoài trời các bác nhé. Đó. Các bác thấy không? Ok. Đấy các bác. Đó. Rồi, ok. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì vui lòng liên hệ bên em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của em.